Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8. Và video ngày hôm nay cũng là một video khá là đặc biệt. Lần trước thì mình có làm một video tâm sự về chuyện cá nhân của mình, background cũng như là tại sao mình đến với crypto. Thì trong hôm nay mình sẽ kể lại câu chuyện, nhưng mà không phải câu chuyện của mình. Đó là câu chuyện của một bạn trong team Con Số 8 và Kairos. Bây giờ mọi người hãy cùng mình lắng nghe câu chuyện của bạn ấy nhé. Bạn này thì mình xin được phép giấu tên để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Không biết đối với những người khác như thế nào, nhưng mà đối với tôi mà nói, crypto là thứ đẩy tôi xuống vực thẳm, nhưng cũng là điều làm cho tôi vực dậy và cứu vớt cuộc đời của mình. Quay lại khoảng thời gian 6 năm trước, khi nhận được tin mình đã thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất vui vì công sức học tập ôn thi đã gặt hái được kết quả. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì tôi đã có một cuộc nói chuyện rất là lâu với ba mẹ của mình. Lúc này tôi mới hay biết là gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Không ngần ngại, tôi quyết định lên trường để xin rút đơn, từ bỏ việc học đại học ngay khi năm học mới vẫn còn chưa bắt đầu. Trong suốt một năm tiếp theo, tôi cố gắng vừa ôn thi lại, vừa dành thời gian để đi làm thêm giúp đỡ ba mẹ được phần nào về mặt tài chính. Lúc này, công việc của tôi là làm nhân viên full time tại một cửa hàng bán đồng hồ nhỏ tại quận 5 với mức lương khởi điểm là 2,5 triệu một tháng. Cứ thế, ngày ngày tôi lại chạy chiếc xe cà tàng của mình từ quận 12 qua quận 5 để làm thêm, đều đều mỗi ngày 8 tiếng, tối về phụ giúp ba mẹ, đêm về lấy sách vở ra học để ôn thi. Làm được một thời gian, tôi cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại và mong muốn tìm kiếm một công việc khác khá hơn. Sau đó, tôi đã nộp đơn vào một cửa hàng khác cũng về đồng hồ, nhưng đây là thương hiệu chuỗi cửa hàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng đầu thử việc với mức lương khởi điểm ít ỏi, các bạn có biết công việc của tôi lúc này là gì không? Là nhân viên mới học việc nên tôi chưa được phép bán hàng ngay, mà tôi lo những công việc như là quét dọn vệ sinh, đứng trong cửa hàng, quan sát các những người đồng nghiệp khác lâu năm trong nghề bán hàng. Sau một tháng miệt mài quan sát và học tập, cuối cùng tôi cũng trở thành nhân viên chính thức tại đây, với mức lương full time là 5 triệu đồng một tháng. Tôi đã học việc và làm việc hết sức chăm chỉ, từ cách bán hàng, tâm lý khách hàng, bán trực tiếp tại cửa hàng doanh số không cao, tôi tiếp tục mày mò tìm cách bán qua các kênh thương mại điện tử, bán online để tăng doanh số. Cuối cùng sự chăm chỉ cũng được đền đáp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày được sếp khen nhờ có sự làm việc không ngừng nghỉ. Doanh số của cửa hàng tôi làm đã vươn lên là một trong những chi nhánh đạt doanh số cao top 1 trong hệ thống. Lúc này doanh số cá nhân hoa hồng và thưởng của tôi cũng rơi vào khoảng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng. Thời gian cứ thế trôi và một năm sau đó, kể từ ngày tôi rút đơn tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thi lại và may mắn đậu vào trường Đại học Luật. Vì lịch học tại trường nên tôi đành nghỉ công việc tại cửa hàng bán đồng hồ và tập trung hơn cho việc học. Nhưng cái cảm giác đi làm một năm đã quen rồi nên tôi lại xin các công việc làm thêm mà sinh viên thường làm bán thời gian để phụ giúp gia đình của mình. Tôi sẽ tự lo sinh hoạt phí, tự đóng tiền học giúp đỡ ba mẹ. Lúc này gia đình tôi vẫn còn rất khó khăn. Cuộc sống của tôi vẫn vất vả xoay quanh việc mở mắt dậy đến giảng đường, chiều tối đi làm thêm, đêm về mới có thời gian bài vở. Trong suốt 2 năm học đầu tiên tại trường Đại học Luật, tôi có đi làm thêm trong một công ty của Đức về bộ phận sản xuất và xử lý hóa đơn đầu vào đầu ra. Đáng lý ra công việc này chỉ tuyển nhân viên full time vì khối lượng công việc rất nhiều, nhưng vì muốn có thêm chi phí trang trải đỡ đần cho ba mẹ nên tôi đã thỏa thuận với công ty để được làm bán thời gian. Nhưng khối lượng công việc và mức lương vẫn như một người làm việc full time bình thường. Suốt khoảng thời gian đó, tôi đã cố gắng làm việc và học tập chăm chỉ hơn nữa, thậm chí có những tháng liền bài vở nhiều, việc nhiều, có khoảng thời gian thức trắng đêm, tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày. Sau 3-4 năm đi làm, tôi giúp gia đình và ba mẹ về mặt tài chính, còn lại tích góp được một khoản, đối với tôi lúc đó mà nói là một số tiền tương đối lớn. Tôi được ba anh em rủ hợp tác làm ăn chung, thế là tôi đã bỏ số vốn dành dụm được, khoảng 235 triệu đồng cho một thương vụ làm ăn chung này. Khoảng 3-4 tháng đầu tiên thì mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, doanh thu ổn định. Nhưng đến tháng thứ tư thì dịch bệnh Covid bắt đầu diễn ra, công việc bị đình trệ. Và ngay sau đó là bài toán hàng tồn kho ập đến. Tất cả các mặt hàng lúc này đều không bán được, tồn kho và chi phí duy trì rất lớn. Chúng tôi quyết định cắt lỗ và dẫn đến vỡ nợ.
Tâm trạng tôi lúc này hết sức suy sụp, bởi vì đây là lần khởi nghiệp đầu tiên và tôi đã thất bại. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa trắng tay. Trong tay tôi số tiền còn lại là khoảng 100 triệu. Và lúc bấy giờ thì tôi tìm đến thị trường crypto với mong muốn đây sẽ là một kênh đầu tư giúp mình lấy lại những gì đã mất. Thú thật thì lúc này tôi không tin vào thị trường crypto nên chỉ suy nghĩ đơn giản trade làm sao cho một ngày lời 1%, tức là một tháng tôi sẽ lời được 30%. Tôi có mua hai đồng coin đầu tiên tôi vẫn còn nhớ, đó là BNB giá 24 đô và Tron với giá 0.019 đô. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hâu và cũng không biết gì về phân tích kỹ thuật. Ngày nào tôi cũng ngồi cắm mặt nhìn chart, xem tin tức và đọc xem có dấu hiệu nào để biết điểm bán, điểm mua hay không. Sau một tuần trade ngắn ngày và không có mục tiêu rõ ràng về giá, tôi cảm thấy tâm trạng cực kỳ cáu gắt và bực mình vì những đồng coin mình mua một tuần rồi mà vẫn không tăng, không có dấu hiệu tiến triển gì cả. Lúc này, tôi đã có một quyết định mà tới bây giờ thì có lẽ đây chính là quyết định dại dột nhất mà tôi đã từng làm. Với tất cả số tiền còn lại trong người, tất cả số vốn còn lại, tôi bán hết coin ra USDT và chuyển qua thị trường margin futures và không một chút kiến thức trong người về phân tích kỹ thuật. Đợt đầu tiên, tôi long Bitcoin, thị trường để tôi ăn vài lần. Thấy margin futures kiếm tiền nhanh, tôi được đà dùng hết vốn liếng vào một lệnh short Bitcoin và sau đó thì chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, tôi đã mất trắng tất cả những gì mình có. Lúc đó tôi thật sự không thể tin vào mắt mình, tự hỏi tại sao mọi thứ có thể diễn ra nhanh đến như thế. Bây giờ mới thật sự nếm trải cảm giác thất bại liên tiếp và lúc này thì tôi chính thức trắng tay. 3 tháng tiếp theo, tôi mắc chứng trầm cảm nặng, suy sụp tâm lý và giam mình trong phòng, không gặp ai, không nói chuyện với ai, không suy nghĩ được gì và cũng không còn tâm trí để học hành. Với sự giúp đỡ của gia đình và bản thân không cho phép mình gục ngã, tôi quyết tâm đứng lên và làm lại từ đầu. Tôi bắt đầu lại từ nơi mình đã vấp ngã, đó chính là thị trường crypto. Trong suốt những năm tháng sau đó, tôi vừa hoàn thành việc học trên trường, vừa dành thời gian nghiêm túc học tập về kiến thức crypto, từ phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, đọc các kênh tin tức và mong muốn làm việc trong một công ty crypto chuyên nghiệp. Cũng chính là lúc này, tôi gặp được tin tuyển dụng của Coin68 và sau khi phỏng vấn, tôi chính thức gia nhập đại gia đình Kairos Ventures và Coin68. Tôi vẫn còn nhớ, đó là ngày 18 tháng 1 năm 2021. Hôm nay tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Tôi mong muốn chia sẻ với mọi người những bài học tôi rút ra được sau những vấp ngã của bản thân trong quá khứ. Bài học đầu tiên. Có rất nhiều người nghĩ rằng khi họ đã đủ chín chắn, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, thì khi họ chuyển sang một mảng khác hoàn toàn mới như là một kênh đầu tư nào đó chẳng hạn, thì họ cũng sẽ thành công. Nhưng thực tế thì chưa chắc là như vậy. Bài học số 2. Khi mới vào thị trường crypto, chắc hẳn các bạn cũng sẽ bị tình trạng như là nhận thấy crypto là một kênh đầu tư lợi nhuận cao, cũng là một mảnh đất rất màu mỡ. Nhưng bạn lại không thấy bức tranh đằng sau, nơi có rất nhiều người đã vấp ngã và đã từng gặp thất bại. Và thử hỏi có ai dám tự tin nói rằng trong suốt những năm tháng ở trong thị trường này chưa một lần mất tiền, chưa một lần thua lỗ hay không? Qua đó, tôi còn học được bài học về tầm nhìn, về sự kiên trì, không nóng vội, đi chậm và từng bước thật chắc. Bài học về cách phân bổ vốn, học cách điều khiển tâm lý của mình, không nghe theo các kèo đầu tư khi không biết gì về nó, không FOMO bởi số đông. Điều quan trọng tôi học được đó là sự tôn trọng cho mỗi quyết định đầu tư của mình. Vì chỉ khi tôi làm như vậy, tôi mới tôn trọng đồng tiền, số tiền mà tôi đã bỏ công sức, mồ hôi, nước mắt cũng như những thất bại mới có được trong ngày hôm nay. Bạn nhớ rằng, không có việc gì thành công mà đến nhanh cả. Bài học số 3. Khi bạn làm bất cứ ngành nghề gì, không chỉ riêng crypto, mà bất cứ việc gì, trước khi đầu tư hoặc quyết định bất cứ điều gì thì hãy nên suy nghĩ một cách thật kỹ lưỡng và suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Thêm nữa là muốn có sự thuận lợi và thành công trong công việc, không bao giờ được ngừng học hỏi, luôn có tinh thần trau dồi, học thêm, nạp thêm kiến thức và những kỹ năng về ngành đó. Bài học cuối cùng cũng là bài học quan trọng nhất. Tôi khuyên chân thành, nếu các bạn không phải cá mập, cá voi, không có kiến thức chắc về phân tích kỹ thuật, không có kiến thức vững về thị trường này, thì ngàn lần và tuyệt đối không nên bước chân vào thị trường margin và futures quá sâu.
lại càng không nên vay mượn và dùng hết tài sản của mình vào đó. Vì đó là cuộc chơi của những nhà tạo lập thị trường họ tạo ra. Nếu bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng và không tốn quá nhiều công sức, thì hãy đọc lại bài học số 2 ở trên. Qua câu chuyện của bản thân tôi hy vọng các bạn rút ra cho mình được những bài học, những kinh nghiệm nào đó, và tôi hy vọng rằng các bạn có thể vững tin hơn, đưa ra những quyết định đầu tư và những quyết định trong cuộc sống một cách sáng suốt hơn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Đây là câu chuyện của một bạn nhân viên tại Kairos và Co68. Thì qua câu chuyện này, bạn cũng muốn chia sẻ với mọi người những cái thất bại, những cái vấp ngã mà bạn đã gặp phải trong quá khứ, cũng như là những bài học mà bạn đã rút ra được. Nếu các bạn có suy nghĩ, có cảm nghĩ gì, hay là rút ra được những bài học gì cho bản thân thì có thể comment bên dưới ha. Điều quan trọng là bây giờ thì bạn ấy đã đứng dậy, đã thành công và trở thành một người rất là hạnh phúc. Ok, thì các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Nếu như mà các bạn thích series này thì cho Jenny một like và một subscribe để ủng hộ Co68 TV. Tụi mình có thể phỏng vấn, có thể thu thập được những câu chuyện rất là thực tế để cho các bạn nghe ở những video sau. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của Co68 nha. Thank you, bye.